Chào mừng quý vị đang quay trở lại với bản tin FBNC ngày thứ Ba 7 tháng 3. Thưa quý vị, mới đây Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI vừa công bố báo cáo đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp đối với cơ quan thuế. Theo báo cáo này, thì mức độ hài lòng của doanh nghiệp về cải cách thủ tục hành chính thuế trong năm 2016 ngày càng tăng. Có đến 75% số doanh nghiệp được khảo sát hài lòng với cải cách hành chính thuế. Khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp với cơ quan thuế được thực hiện theo phương pháp khảo sát qua thư với phạm vi 63 tỉnh thành trong cả nước. Việc khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp được thực hiện trên 5 khía cạnh là tiếp cận thông tin chính sách pháp luật và thủ tục hành chính thuế, thực hiện các thủ tục hành chính thuế, thanh kiểm tra và giải quyết khiếu nại thuế, sự phục vụ của công chức thuế và kết quả giải quyết công việc. Trên cơ sở các tiêu chí trên, kết quả khảo sát cho thấy qua những cải cách hành chính thuế năm 2016, các doanh nghiệp chấm điểm ngành thuế đạt 7,51 điểm trên thang điểm 10, tương đương tỷ lệ 75% so với cuộc khảo sát năm 2014, tất cả các chỉ số thành phần đều tăng. Lý giải về đà tăng trong khảo sát này, ông Bùi Văn Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, doanh nghiệp hài lòng hơn về ngành thuế so với lần khảo sát trước đây vào năm 2014 là do việc tiếp cận thông tin về quy định thuế và thủ tục hành chính thuế đã được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận tương đối thuận lợi. So sánh với kết quả cuộc khảo sát năm 2014, có thể thấy cơ quan thuế đã có nhiều tiến bộ đáng kể trong việc công khai minh bạch thông tin về chính sách, quy trình, thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi dễ dàng hơn cho doanh nghiệp. Số doanh nghiệp gặp vướng mắc khi tìm hiểu thông tin chính sách và thực hiện các thủ tục hành chính thuế cũng giảm đi đáng kể. Thưa quý vị, những ngày này thì du khách khi đến với thành phố Hồ Chí Minh đều không khỏi ấn tượng với hàng loạt những hoạt động sôi nổi chào mừng lễ hội áo dài 2017. Dù đã bước sang lần tổ chức thứ tư, nhưng có thể nói đây là năm đầu tiên lễ hội áo dài thành phố Hồ Chí Minh tạo được tiếng vang lớn trong cộng đồng. Ban tổ chức còn kỳ vọng là sẽ biến hoạt động thường niên này trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố từ năm nay cho đến những năm tiếp theo. Hình ảnh một thành phố Hồ Chí Minh năng động hiện đại trong những ngày tháng 3 trở nên nhẹ nhàng hơn bởi những tà áo dài truyền thống. Đó là những ấn tượng đặc biệt mà ban tổ chức lễ hội áo dài thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 muốn để lại trong lòng khách trong ngoài nước và cả người dân địa phương khi đến với thành phố Hồ Chí Minh những ngày này. Lễ hội áo dài thành phố Hồ Chí Minh lần thứ tư năm 2017 kéo dài trong suốt 14 ngày, từ ngày 3 tháng 3 đến ngày 17 tháng 3 với chủ đề Duyên dáng áo dài thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, ban tổ chức đã đặc biệt thiết kế rất nhiều hoạt động phong phú nhằm chuyển tải thông điệp về nét duyên dáng vẹn nguyên của áo dài Việt Nam qua các thời đại, đồng thời đánh thức tình yêu của các thế hệ người dân Việt Nam đối với tà áo dài truyền thống của dân tộc. Theo đại diện Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị tổ chức lễ hội áo dài 2017 cùng với các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ chương trình, lễ hội năm nay còn đặc biệt được tổ chức đúng vào dịp 8 tháng 3 nhằm mang đến một ngày quốc tế phụ nữ thật ý nghĩa dành cho phái đẹp. Khi chúng ta đi du lịch cũng như là du khách quốc tế đến với Việt Nam, đến với thành phố Hồ Chí Minh, cảm nhận một cái sự năng động, rất là cố gắng đi lên, vươn lên của một thành phố năng động, sáng tạo như thành phố Hồ Chí Minh. Họ vẫn thấy những cái nét rất là duyên và truyền thống của như con gái Việt Nam trong trang phục áo dài của mình. Và chúng tôi phát hiện đấy là một trong những giá trị mà chúng tôi có thể giới thiệu cho du khách trong nước và quốc tế bằng một cái sự kiện lễ hội áo dài hàng năm và được tổ chức nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ để mọi người cùng hướng đến để chia sẻ, tôn vinh những giá trị vững bền của chiếc áo dài. Do đó lễ hội lần này là lần thứ tư và chúng tôi đã đón nhận được cái sự hưởng ứng rất lớn của các tour, các tuyến du lịch. Tính đến ngày 8 tháng 3, khách du lịch và người dân thành phố đã được thưởng thức những hoạt động đặc sắc đầu tiên khởi động cho lễ hội năm nay như buổi lễ khai mạc hoành tráng với chủ đề Tinh hoa áo dài Việt vào tối ngày 3 tháng 3, chương trình đồng diễn áo dài của 3.000 bạn trẻ trên phố đi bộ Nguyễn Huệ hay chung kết cuộc thi duyên dáng áo dài diễn ra trong ngày 5 tháng 3. Ngoài ra còn có các hoạt động bên lề khác như triển lãm áo dài trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, cuộc thi chụp ảnh nhanh với áo dài trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, ảnh đẹp áo dài online, hành trình xe đạp, năng động áo dài, v.v. Theo đó, cũng trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, các khu vui chơi trên địa bàn thành phố đều sẽ miễn giảm giá và các loại phí cho du khách cũng như công chúng mặc áo dài đến tham quan. Một số nhà may áo dài trên địa bàn thành phố còn thực hiện giảm giá may áo dài cho khách cả trong và ngoài nước. Đây là kết quả tích cực trong sự chung tay của nhiều đơn vị cùng với Sở Du lịch nhằm hiện thực hóa mong muốn đưa lễ hội áo dài thường niên trở thành một sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố trong năm nay và cả những năm tiếp theo. Thank you.
Hãng hàng không Vietjet Air vừa trao giải thưởng lớn nhất của một chương trình khuyến mãi của hãng này cho một nữ hành khách đi trên chuyến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang ngày 3 tháng 2 vừa qua. Nữ hành khách may mắn này là chị Trần Phối Hạnh, hành khách của hãng Vietjet trên chuyến bay VJ610 từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang. Giải thưởng khá đặc biệt là một chiếc máy bay mô hình bằng vàng nặng 1 kg. Như vậy thì chương trình săn máy bay vàng của Vietjet Air đã tung ra hàng triệu vé có giá từ 5.000 đồng đã tìm được người may mắn trúng giải đặc biệt. Bên cạnh đó còn 9 giải với 9 chỉ vàng 4 số 9 và các giải nhỏ khác. Thú vị là món quà này cũng xác lập kỷ lục thế giới với giải chiếc máy bay mô hình bằng vàng do Hội đồng Liên minh Kỷ lục Thế giới World Kings công bố tổ chức kỷ lục Việt Nam The Vietnam Book of Records công nhận đây là mô hình máy bay bằng vàng đầu tiên tại Việt Nam. Máy bay vàng được chế tác bởi công ty Doji. Đến đây thì bản tin FBNC hôm nay cũng xin được phép kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Và để biết thêm thông tin cũng như xem lại tất cả các chương trình khác trên kênh FBNC, mời quý vị tiếp tục tham khảo tại địa chỉ www.fbnc.vn. Còn bây giờ tôi xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.